Rồi xin thưa các bà con cô bác, ba Michael đã mua ly cà phê xong rồi. Bây giờ bắt đầu ba Michael là kiếm comment nha bà con. Hôm nay có một bác Nguyễn K. Lin 3997 cách đây 3 ngày. Ba Michael có thể quay cho mình căn nhà số 165 Tân Thành, phường 15 quận 5 được không? Mình muốn biết tình hình hiện tại của ngôi nhà xưa yêu dấu này. Cảm ơn ba Michael. Dạ được, bây giờ mình sẽ đi. Giờ ba Michael kéo tiếp. Ba Michael, của bác Hiệp Trần 5395. Ba Michael chở tôi đi từ đầu đường, từ đầu đến cuối đường Lý Thường Kiệt nếu có dịp. Cảm ơn nhiều, chúc anh đã đạt được ước muốn. Hai cái. Bác Ly Lý nè, 4254, anh bạn có thể quay đường Bến Trương Dương, quẹo phải đường Nguyễn Cảnh Trưng, bên phải vài nhà được không? Cảm ơn anh bạn. Wow, cái này hình như ba Michael mới đêm qua phải không ta? Rồi, tạm thời vậy đi hai bà con ha. Lát nữa đi hết mà, nếu mà còn kịp thì ba Michael đọc tiếp. Rồi, bây giờ mời bà con cô bác cùng với ba Michael đi dạo Sài Gòn nha. Hi, hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Thì Sài Gòn bây giờ là 8 giờ sáng. Ngày 25 tháng 9 2024. Ba Michael đang có mặt ở đây là ngã tư đường Nguyễn Văn Luông, cái đường Hậu Giang. Tối hôm qua ngủ làm sao không biết, cắn cái lưỡi thì sao bà con, giờ cái lưỡi nó đơ luôn. Bà con cô bác ngày hôm nay mà nghe ba mày gò đọc mà nó đớ cái lưỡi là bà con cô bác thông cảm. Hiểu sao tối hôm qua ngủ làm sao cái sáng vậy, cái tự nhiên bị cái lưỡi nó làm sao luôn á, nó đơ. Chắc tại ngủ nghiến răng quá. Rồi giờ ba mày gò quẹo đây cho nó mới rồi, chứ chạy xuống dưới hoài ba mày gò cũng không biết chạy đâu luôn á. Rồi con đường này đường Nguyễn Văn Luông. Con đường này hồi đó nó tên là đường Thiệu Trị đó bà con. Trước đó nữa thì nó tên là đường Phú Định. Ở đây là ngã tư Phú Lâm nè bà con. Bên kia hồi xưa đó là chợ gạo á, có cái nhà ga Phú Lâm ở đây nữa. Ở đây là Mạc Đình Chi, một cái trường học rất là nổi tiếng. Hôm nay cái lưỡi nó bị đau bà con, nó đớ cái nói nhiều không được. Đây là có cái dầu phân nhiệt OBC của bác sĩ Tính.
Kha này hồi xưa là bến Phú Lâm. Ở đây là hồi đó nó là bùng bên kia gõ bà con. Con đường chúng ta đang đi là đường Hồng Bàng. Con đường này hồi đó trước năm 75 nó tên là đường Lục Tỉnh. Hồi đó chưa có cái cầu vượt này nè, thì ở đây có một cái tượng đài Lê Lợi. Ba mới gọi đố bà con bác biết ông Lê Lợi này là thánh tổ của đơn vị binh chủng nào của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Ở đây là đình Phú Lâm nè. Ở đây là có một cái lò bánh nước ở đây. Hồi đó thỉnh thoảng ba mẹ cũng hay vô đây ăn bánh nước. Rẻ lắm. Ba mẹ cậu giờ nói mấy cái tượng mà nó cong cong, nó bắt buộc phải cong lưỡi và con nó đào. À, ở đây có cái đình Phú Lâm nữa. Mỗi lần mà ba mẹ cậu chạy về cái đình Phú Lâm này, ba mẹ cậu lại nhớ đến một bác. Hồi xưa bác giận ba mấy con một cách mà bà con của bác nghe xong là bà con của bác nói thằng ba mấy con này nó dở. Mà nghĩ lại giờ mình thấy mình cũng dở thiệt. Bà con của bác biết làm sao không? Hồi đó có bác nhờ ba mấy con đi quay cái đình Phú Lâm này nè. Quay cẩn thận, quay chậm chậm, rồi quay góc quay này để bác nhớ lại cái con đường xưa. Rồi sau đó cái bác vô bác xem xong á, cái bắt đầu cái bác comment cho ba Michael đó là cảm ơn ba Michael lắm. Rồi đó là bác sẽ lưu giữ video này để xem lại từ từ sau này. Ba Michael đâu có biết bác lưu giữ kiểu gì đâu. Mà bà con của bác biết mà hồi xưa là ba Michael là chuyên gia xóa video. Bà con của bác thấy video của ba Michael từ đó giờ có 1,000+ phải không? Chưa được 2,000 phim nữa. Mà xin thưa bà con bác không phải đâu. À, ba mấy cô mà giờ mà làm video mà ba mấy cô không xóa là giờ chắc cầu 6-7 ngàn phim đó, chứ không phải chưa tới 2,000 đâu. Cái ai về cái ba mấy cô xóa xong cái không biết lúc nào cái bắt vô bắt xem lại, cái bắt vô bắt rầy ba mấy cô quá trời luôn. Tại sao xóa gì không có cho tôi coi phim đó rồi tùm lum hết. Excel á, cái ba mấy cậu thấy vậy cái qua ngày hôm sau ba mấy cậu phải đi quay lại cái video ở đường Phú Lâm này nè. Nhưng mà bác lúc đó bác không có vô nữa. Cũng mấy năm rồi. Nhưng mà đôi lúc có mấy cái sự kiện ba mấy cậu nhớ hoài à. Con đường này là bà con, bến Phú Lâm này hồi xưa là cái dòng sông nè bà con. Đây, cái dòng sông đây. Trước mặt bà con bác là cái cầu cây gõ đó. Đó, cái đó là cái dòng sông đó bà con. Bà con quá còn nhớ cái dòng sông này không? Nó đi từ ngay chỗ kinh Du Lộc Thị Nghè luôn nha bà con. Nó dòng qua một dòng qua khu ông Tạ. Rồi nó dòng xuống tới đây nè. Thượng nguồn của nó là con kinh Du Lộc á. Rồi đây là đường Minh Phụng. À, ngay đây thì đó là có cái cầu cây gõ. Bà con bác chạy xe ở Sài Gòn nhớ bấm kèn nha bà con. Ở nước ngoài thì văn hóa bấm kèn là mất lịch sự. Tại vì hồi họ ngồi xe hơi á, họ bấm kèn là họ chỉ có chửi thôi chứ không có làm gì chứ. Còn ở Việt Nam này mình mà không bấm kèn cái là nguy hiểm lắm nha bà con. Chứ ở Việt Nam này hồi đó bà con của bác tin ông ba mẹ cậu đi ba mẹ cậu khó chịu lắm. Nói về mấy đứa em á lâu rồi, cách đây lâu rồi. Mấy đứa em á chở ba mẹ cậu ngồi sau á. Cái mình đi hả, cái ở phía sau á nó không biết nó chạy kiểu gì á mà ở phía sau nó bấm còi tin. Ba mẹ cậu bực bội lắm, nó giống như là nó kiểu nó chửi mình vậy đó. Nó nói trời ơi em chạy sao để nó bấm còi dữ em.
xong nó quay qua nói ba mẹ gọi nó vậy á gì anh ơi, Việt Nam mình nó vậy á, không bấm còi không được. Sau này ba mẹ gọi đi, ba mẹ gọi nó thấy rõ ràng mình mà không bấm còi là nó lủi mình luôn á. Rồi con đường này đường Lê Quang Sung nè. Đường Lê Quang Sung này là hồi xưa nó tên là đường Trương Tấn Bủ. Sài Gòn dạo này không có tin tức gì nóng giận, nóng hổi hấp dẫn để thu hút bà con. Hôm nay chắc ba mẹ cậu chỉ có đi quay thôi nha bà con, không có nói nhiều được, nói nhiều cái lưỡi nó cong nó lên nó đau quá. Đường này đường Cao Văn Lầu nè, hồi xưa là đường Lê Quang Hiền. Mình đi qua bên Tân Thành chứ quên. Đây giờ ba mươi cầu phụ quẹo vào đường Phạm Đình Hổ. Đường này đường Trang Tử nè. Đây là cư xá Ngọc Giáp nữa. Ở trong đó là đường cục, ba mẹ cậu đã từng vô đó quay phim rồi. Ở đây có một cái bà bán hủ tiếu hồ ngon lắm bà con. Đây hủ tiếu hồ nè bà con. Ô hình như mới đổi quán đó ta. Hình như là mới đi thuê lại chỗ mới đó bà con. Ở đó đây là công si heo nè. Rồi có cái cầu ở đây đó nè bà con. Hồi xưa có cái cầu. Rồi bên đó là trường quân báo cây mai đó. Tại sao có cái cầu như ba mấy con nãy có nói á. Có một cái con sông đó. Nó chảy từ ngay chỗ kênh Du Lộc Thị Nghè nó về tới đây nè. Thì ở đây nó bắt ngang qua. Thì ở đây có cái cầu. Cầu này người ta gọi là cầu công si heo nha bà con. Rồi đây là ngã tư Hồng Vàng, Nguyễn Thị Nhỏ, Nguyễn Trãi, ồ ngã năm luôn chứ. Đây là cuối đường Nguyễn Trãi. Xe này nó vô hay nó ra ta? Không thấy xi nhan mà nó cứ rà rà vậy đó. Con đường Tân Thành thì nó sẽ bắt đầu từ cái đoạn nào ta? Cái khu Tân Thành này quay nó cũng mệt lắm mà con. Mệt không phải là cái gì hết mà vô khu này là người ta buôn bán á, mình mà chạy rà rà mình tìm cái gì cái là nó lại nó chặn cái đầu xe mình, cái nó hỏi mua cái gì không, mua cái gì không. Rồi bên tay trái ba mày cầu là đường Thảo Nguyên nè, và ba mày cầu quẹo trái hay để cho ba mày cầu đi tìm đường Tân Thành. À ha, Tân Thành này nếu mà mình quay buổi chiều á, đóng cửa hàng là chắc quay dễ hơn ha. Thôi thì giờ để ba mày cầu đi quay qua đi, cứ đi quay. Còn nếu mà chưa có được thì để lần sau ba mươi cầu đi quay buổi chiều á, cái ba mươi cầu lúc đó cửa hàng nó đóng hết rồi đó, cái mình liếc qua cái dễ quay hơn. Nó đường Tạ Quyên nè, đường Tạ Quyên này là đường hồi đó là đường Tôn Thọ Tường.
khu này là chợ sắt nè. Hình như bên tay trái này mới là chợ sắt. Đường Phạm Hữu Chí nè. Bột chiên Phú Định. Wow, từ Phú Định mà đẩy qua đây bán hả? Hồi đó ba mày cầu ghiền ăn mấy cái xe bột chiên nó lắm nha bà con. Chầm xuống à, vô cái là bị kêu liền. Chầm xăm lắm đầu trời. À, vậy 165 nằm với mé bên kia rồi, bên chợ sắt rồi. Ở đây là đường Dương Tử Giang nè bà con. Đường Dương Tử Giang này hồi xưa là đường Mạnh Tử. Đó, Việt Nam mình đó bà con, bác thấy không? YouTube được gọi là YouTuber. Mà YouTuber là còn đúng đó nha bà con, chứ nhiều người gọi là YouTuber. Thôi đường Nguyễn Chí Thanh. Anh ba mày gọi nói ba mày gọi đáng lý là cái này mình phải đi quay buổi chiều. Chứ giờ chỗ người ta buôn bán mình vô mình quay mình ra bà con. Rồi mình coi địa chỉ này nọ, nhiều khi cái chỗ đó là cửa hàng của người ta nữa, quay cũng không được nữa. Phải để người ta đóng cửa hàng cái mình đi tiện hơn. Thì ngay chỗ cái khu Tân Thành này chú ba mẹ con sẽ chạy quay cho bác xem cái khung cảnh ha. Còn cái căn nhà mà nếu mà quay chưa được thì lần sau chắc phải quay lại buổi chiều chiều á, quay nó dễ hơn. Bây giờ buôn bán mà mình chĩa cái máy vô cái cũng kỳ. Này. Ồ. Thì ra là vậy. Thấy rồi. 165 là gì? Dũng Phúc Phụ Lâm. Thôi giờ ba mày rồi chạy qua ha, rồi lát nữa quay lại thêm lần nữa. À, Phụ Lâm Office Khang Việt. À. Rồi. Lát nữa mình dạo lại thêm lần. À, vậy là ba mày rồi thấy rồi. Ở đây có một cái chợ nè, chợ này người ta gọi là chợ chợ cái gì đó. Cái chợ gì quên bả tên này. Cái chợ gì nè, cái chợ Hà Tôn Quy. Bữa nay mình đuổi con chuột bằng công nghệ mới, mình đuổi chuột tinh học, mình đuổi chuột thông minh, chứ mình không có giết con chuột nó chết. Công nhận bây giờ thời buổi nhân đạo ghê luôn mà con. À. Rồi, ok rồi. Giờ là bắt chuột là không có giết nó chết nha mọi người. À, một công nghệ mới, một cái văn minh mới. Rất là nhân đạo. Chứ hồi xưa bắt chuột đó, bà con bắt cái nhớ không? Dùng cái bẫy miếng mồi cái đập cái bắp cái rồi khỏi chạy. Hồi xưa bắt chuột là vậy bà con, cái bẫy cái bắp một cái là gì. Rồi sau này á, bắt đầu nó tiên tiến hơn cái là bắt đầu nó bỏ vô cái lồng. Bỏ vô cái lồng rồi hết cái lồng rồi bắt đầu là tới cái keo. Con đường chúng ta đang đi là đường Tạo Quyên, hồi xưa là đường Tôn Thọ Tường. Đường Tân Khai nè, đi vô chợ Thiết nè. Tại vậy là ba mấy gò xong một nhiệm vụ. Còn nhiệm vụ thứ hai là có một bác nói rằng là hồi nãy bác yêu cầu là có dịp là đi từ đầu đường gì ta, Lý Thường Kiệt. À, đường Lý Thường Kiệt thì nó chỉ là hồi đó nó là đường Nguyễn Văn Thoại, mà hồi xưa nó là từ đâu ta, từ
đường Trần Quý này hả, à, đường Lý Thường Kiệt bên đây. Rồi bác muốn xem lại nguyên con đường Lý Thường Kiệt thì giờ ba Michael sẽ chở bà con của bác đi lại con đường Lý Thường Kiệt. À, đây là chợ Thiết nè bà con. Chào bà con của bác đi dòng chợ Thiết ha. Ở đây có con đường đi vô nè. Rồi đây. Con đường này là đường Đỗ Ngọc Thạnh. Đỗ Ngọc Thạnh này là xin thưa với bà con của bác hồi xưa là Lý Thành Nguyên. Ở đây có một cái căn nhà mà nó nằm cũ ơi là cũ luôn nè bà con. Căn nhà này giống nghĩa nhà cổ luôn. Ra bán bánh bột. Ở đây có bán bánh bột. Nhìn hấp dẫn quá. Bánh này là giống như bánh củ cải bà con. Không biết bà con bác có thích ăn bánh đó không? Rồi, chào. Rồi, xong y như cũ luôn bà con. Giống hồi xưa rồi. Trời ơi, bà con của bác xem y như cũ. Hồi đó hả, ba mày còn nhớ hả là phường ở đây á bà con. Họ rồi xong. Thua. Bà con bác thấy không? Không còn đường chạy nữa. Ôi cái thỏ mà cái con đường nó chạy thênh thang nó chạy thì bây giờ nó đã đi vào dĩ vãng nữa rồi bà con. Chợ thì nó vẫn hoàn lại là chợ. Xe cộ độ dọc đầu ngang. Cái tình gì dáng dở anh đau buồn quá khi hay đẹp. Nghe bài Lan Và Đẹp mà thấy não lòng. Ở đây là chợ tiệm vàng ở chợ Thiết nè bà. Xin thưa bà con bác, sau cái đợt mà đi kiểm tra sao giờ bà mới rồi thấy hầu hết các mấy cái tiệm vàng bây giờ nó trống lóc trống lơ à, nó chỉ trưng bày có một số sản phẩm thôi bà con, còn nhiều là cái như là trống lóc thiệt sự. Rồi giờ bà mới rồi sẽ đi thẳng xuống cuối đường xuống đường Lý Thường Kiệt ha, giờ mình sẽ dầm ngược lên đường Lý Thường Kiệt. Thank you.
nay đường Nguyễn Chí Thanh, hồi xưa là đường Trần Hoàng Quân. Ở đây có nhà xe Hùng Cường nè. Hùng Cường này đi Long Xuyên, Châu Đốc, Tịnh Biên, Chi Tôn, Long Bình, Thoại Sơn. Ghê ha, đi quá trời dữ. Đi xe 16 chỗ không trời. Xe Kim Cương à, đi về Cao Lãnh nè. Ở đây nhà xe quá trời luôn ta ơi. Xe Hảo đi về Cà Mau nè. Tân Thành thùng. Công trình đang thi công. Đang thi công hả? Vậy mình đi được không? Được thì mình đi thôi. Mình đi quay ra. Xe Hùng Cường. Đường này đường Tân Thành nè bà con. Bên tay phải có cái tòa nhà bự bự cao cao nè bà con. Hồi xưa đây là hãng nước ngọt đó bà con. Hãng nước ngọt Phương Toàn. Ông chủ Phương Toàn này là người Hải Nam nha bà con. Hãng Phương Toàn này nổi tiếng, nhiều khi nói Phương Toàn không ai biết đâu bà con. Mà nói mà hãng xá xị con nai là nó đó bà con. Hôm nay tiếc cái là cái lưỡi ba Michael nó đau á, uống mỗi lần uống công cái chữ gì á, nó cho nên nói giọng nó hơi bị đớ đớ nha bà con. Bên đây là công ty cấp nước. Đường này là đường Phạm Văn Chí. Bây giờ ba Michael sẽ chạy ra đường Nguyễn Văn Thoại nha bà con. Đường này đường Thuận Kiều nè. Con đường Phạm Hữu Chí này sẽ dẫn mình ra đường Lý Thường Kiệt. Bên đây phía trái 30 cầu đây là cái bức tường của bệnh viện Chợ Rẫy. Ủa, ở đây có xe Quốc Hoàng nè. Ở đây nhà xe nhiều quá bà con. Do nó gần ngay cho bệnh viện nè. Đây là đường Triệu Quang Phục. Nhà 30 cầu quẹo phải. Bên đây phải là trường Hồng Bàng nè bà con. Rồi đây là đường Hồng Bàng. Đây là Bảo Thành Viện Hùng Vương nè. Này, mời bà con của bác uống miếng cà phê nha.
Xin thưa bà con bác, bên tay phải ba mấy cầu đây là hồi xưa là trại Trần Nguyên Hãn. Trại Trần Nguyên Hãn này là cục truyền tin đó bà con. Bên lề trái là bệnh viện Hùng Vương, hồi xưa là nhà Bảo Xanh. Bệnh viện Hùng Vương bây giờ xây lại đẹp lắm mà con. Ừ. Rồi con đường này là đường đầu đường Lý Thường Kiệt, hồi xưa là đường Nguyễn Văn Thoại nha bà con. Hôm nay ba mẹ con sẽ chở bà con bác đi hết con đường Nguyễn Văn Thoại này. Lý Thường Kiệt này vào giờ đi làm thì nó hơi kẹt xe. Bên tay trái này hồi xưa là trường Bà Triệu đó bà con. Đó, trường Hòa My 2 đó. Hồi xưa trước năm 75 nó là trường Bà Triệu. Ở đây là ngã tư đường Nguyễn Chí Thanh với đường Lý Thường Kiệt, hồi xưa là Nguyễn Văn Thoại với Trần Hoàng Quân. Bên đây phải là siêu thị Cốp Mắc rồi đó. Hồi xưa là cái nghĩa địa Chợ Lớn. Năm 1950 á, là ông Trần Văn Ơn á, là ông bị ông được chôn ở đây nè. Đó là đường Hòa Hảo. Đường Vĩnh Viễn nè, khu này là khu chợ trời nè.
Đường này đường Nhật Tảo. Mình ra tới đây là đường Lý Thường Kiệt với đường 32. Hồi xưa là đường Nguyễn Văn Thoại với đường Trần Quốc Toản. Bên tay phải 30G nè bà con. Là hồi xưa đó là chạy Amac á. Trại Amac này là của cảnh sát dã chiến. 30G đố bà con bác biết là đó là bộ chỉ huy của biệt đoàn nào nè. Đây là hồ bơi Phú Thọ. Rồi hết trại Amac rồi thì ngay đây là hồi xưa bà con có bắt là nhớ không? Đây là trại Tây Sơn. À không, ngay khúc này là trại Nhật Tảo bà con. À, ngay đây là trại Nhật Tảo nè, bên tay phải nè. Đó, nguyên cái khu này là hồi xưa là trại Nhật Tảo của quân vận đó bà con. Hả? Trại Nhật Tảo của đơn vị nào ta? Quên rồi. Ở trên đây mới là của quân vận nè. Rồi, hết cái đường hẻm này nè, qua hẻm bên đây nè, đối diện qua cái trường đô Phú Thọ nè. Thì ở đây hồi xưa là trại Tây Sơn nè. Trại này mới là trại của quân vận nè. Bên đây là trường đô Phú Thọ. Hồi đó ba mày còn cũng tài lanh lắm mà con, vô trường đô Phú Thọ này chơi cá ngựa đó, đua ngựa nè, không hiểu sao chơi không bao giờ thắng. Đây, bệnh viện Trân Vương. Khu này hồi xưa là khu Phú Thọ Liều. Một cái bánh trung thu 20.000. Đây là Tô Hiến Thành nè. Bên tay phải này là trường Bách Khoa đó bà con. Hồi đó mọi người thường hay gọi là kỹ sư Phú Thọ. Nơi đào tạo ra những ông kỹ sư đó. Thập niên năm 70 có mấy cái máy tính IBM đó, là hình như là ở đây nữa bà con. Đây bà con có coi cái cổng trường nè. Cổng trường này bây giờ làm rộng ra rồi bà con, chứ hồi xưa cái khu này nó vắng và cái cổng trường nó nhỏ lắm. Bên kia đó là cư xá Tử Gia đó. Rồi mình đi lên tới đây là bưu điện Phú Thọ.
Bên tay trái này là ban chỉ huy quân sự. À, đây đây, hồi xưa trước năm 75 có cái võ đường trong đó, võ đường Nhu Đạo. Con đường bên phải là đường Bắc Hải nè. Bên tay trái ba mươi cầu đây nè bà con. Không có một cái chung cư Thuận Việt. Bên tay trái này là xin thưa bà con bác, hồi xưa nó là trường nữ quân nhân. Đó, trường nữ quân nhân ở đây. Đó, đây có cái dòng kênh bắc ngang qua nè bà con. Mà hồi nãy ba mày còn có nói bà con của bác á, nó bắt nguồn từ con kênh Như Lộc Thị Nghè đó mà đi thẳng ra tới con kênh Lò Gốm luôn á. Rồi ở đây là hồi xưa là có một cái trường dân chủ ở đây nè. Phải không ta? À, trường Nguyễn Thái Bình này xưa nó tên gì bà con, ba mày còn quên rồi. Ba mày còn nhớ nó là dân chủ á, mà không biết phải không nữa. Con hẻm này đi vô chợ ông Địa. Rồi bên tay phải ba mấy cầu có một cái ngôi trường nè. Trường này hồi đó là của Công giáo đó bà con, trường Nguyễn Gia Thiệu. Không biết hồi xưa nó có phải tên Nguyễn Gia Thiệu không bà con. Ba mấy cầu cũng quên tên trường này rồi. Của xứ Nghĩa Hòa đó. Hồi đó bên tay trái này là bạt ngàn cao su nha bà con. Đây là chúng ta đang đi vào cái khu rừng cao su đó. Đó, bên tay trái kéo gì hà dọc dọc đây là rừng cao su không. Trước năm 75 hoang vắng lắm. Rồi đến năm khi mà Mỹ vào miền Nam Việt Nam á, bắt đầu họ mới xây dựng cái chung cư này nè bà con. Đây đây là cái khu mà quân đội Mỹ đóng ở đây. À, cái chung cư này là xưa quân đội Mỹ đóng đây. Từ khi quân đội Mỹ đóng đây cái là bắt đầu khu này nó phát triển bà con. Rồi sau khi mà quân đội Mỹ rút đi á, thì có bồi thường cho bên tổng giáo phận Sài Gòn á, một số tiền rất là lớn nha bà con. À, nơi đây hồi xưa là rừng cao su bạt ngàn luôn. Bây giờ bà con bác thấy không, nhà cửa sầm uất. Hồi đó đó bắt đầu khi mà quân đội Mỹ mà vô miền Nam Việt Nam mà đóng ở đây nè bà con. Trên con đường này kéo dài tới ngã tư Bảy Hiền, người ta gọi là có rất nhiều các quán, người ta gọi là snack bar đó bà con nha. Những nơi nào mà có quân đội Mỹ đóng là những nơi đó là bắt đầu là sẽ có những cái bar. À, và khi mà bà con bác biết mà liên quan tới ba là những cái nơi đó là những cái nơi ăn chơi dữ dằn lắm, phục vụ cho quân đội Mỹ. À, ở nơi đó là có những cái cô bé, cô gái rất là trẻ đẹp, à, mặc đồ để giống như mình đi tắm biển nha bà con, dù trời mưa hay trời gió hay là trời lạnh gì hết không biết, nhưng mà ngồi trước cửa là bắt đầu là những cái cô thân hình bốc lửa, à, mặc đồ bikini hay là có những cái lúc mà mặc áo dài luôn. À, thì để phục vụ cho mấy anh lính Mỹ đóng đồ quân ở đây. À, mình thường hay gọi là mấy quán snack bar đó. Rồi cũng chính vì những cái khu đó mà ăn chơi như thế và những cái cô gái trẻ đẹp như thế. Thời đó thì cũng đâu có biết cách mà phòng vệ, bảo vệ như bây giờ, thời nay là dùng để tránh thai đâu bà con. Cho nên nó mới ra đời lúc đó, thời điểm đó là có những cái ra đời những cái hàng loạt mình thường hay gọi đó là con lai. À, rất nhiều luôn bà con. À, những đứa con lai nó được ra đời từ những cái quán snack bar như thế.
Và trước năm 1975 á, thì nói chung là hầu như không ai ưa những đứa con lai cả. À, họ bị đối xử, nói chung là bữa nào ba mẹ còn có dịp, ba mẹ còn sẽ nói riêng về một cái mảng phần về con lai với lại me Tây, me Mỹ. Rồi, bác cứ bấm nút đăng ký subscribe kênh đi, khi nào có dịp cái thuận tiện ba mẹ còn nói, tại giờ bây giờ nó tới hết đường Nguyễn Văn Thoại rồi, nó cũng hết video rồi, giờ có kể nữa thì nó lại chết quốc đường rầy mà kéo dài video lắm. Các cô chú anh chị và các bạn nào muốn nghe ba mẹ còn cái chuyện về Sài Gòn xưa đó, nhớ bấm nút đăng ký subscribe kênh ha. À, rồi trong có dịp nào đó ba mẹ còn sẽ ngẫu hứng, ba mẹ còn sẽ kể cho bà con bác nghe. Thời nào cũng thế nha bà con, chứ không phải thời nay đâu, chứ thời xưa nó còn ghê gớm hơn nữa. Mà thôi bỏ đi nha.